Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video của buổi tối ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gặp lại các bạn trong phần bình luận và phân tích nhanh về một ván cờ rất hay, vô cùng đặc sắc và đỉnh cao của danh thủ số 1 thế giới, được rất nhiều người yêu mến, mến mộ kỳ tài của anh, đó là ngoại tinh lê khách Vương thứ nhất. Đây là ván đầu đánh trong vòng 2 của giải cờ tướng tranh cúp bằng thành bôi năm 2023, đánh trong ngày 26 tháng 2 năm 2023 tại thành phố Thâm Quyến, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, một thành phố vô cùng xinh đẹp nằm bên bờ sông Châu Giang. Xin kính mời các bạn cùng đón xem màn đại chiến đỉnh cao của hai đại cao thủ hàng đầu Trung Hoa kỳ nghệ. Đến đúng giờ thi đấu, hai cao thủ ngồi vào bàn cờ, một bầu không khí căng thẳng như muốn nổ tung, trận đại chiến diễn ra. Danh thủ Hoàng Trúc Phong đi trước lập tức triển khai bằng phần cờ binh 7-1. Danh thủ số 1 đương đại chiến thần Vương Thiết lập tức cho pháo 2-3. Một đường cờ mãnh công và không ngại va chạm đến từ Vương. Bên đỏ chuyển pháo đầu. Vương theo lối quen thuộc tượng 3-5. Tượng 7-9 đến từ bên đỏ. Trong hình cờ trên thì bên đen có khá nhiều biến hóa để có thể thi triển. Vương lập tức cho xử lý bằng phần cờ trò nhấc hoành xe. Ngoài phần trên, bên đen có một cao chiêu khác là phần cờ trò 3-4. Chạy ma quy, đường cờ cũng vô cùng ảo đến từ bên đen của thành thủ Vương thứ nhất. Đây là đối trận mà Vương đã xử lý trong bối cảnh đại chiến của Hùng Chí. Một ván cờ tuyệt hay của anh đánh trong vòng 4 của giải cờ tướng tranh cúp bằng thành bôi 2023. Các bạn sẽ cùng đón xem ván cờ trong thực chiến. Trong ngày hôm nay, Vương cho nhấc hoành xe. Hoàng Trúc Phong mã 293 cho vút ngựa qua. Vương bình xe chiếm nội tứ quan trọng, một đường huyết mạch để ra quân lên tuyến trên. Xe 1-2, Vương khởi ngựa biên, vật chiếu là sĩ 4-5, đòn tấn công đầu tiên đến từ Hoàng Trúc Phong. Cao thủ với một lối chơi cũng rất ma quái và ảo ảnh. Bên tiên chuyển tiếp pháo đầu. Vương cho phát triển mã ngay, anh bỏ pháo trong hình cờ trên. Tuy nhiên đó là một con pháo tầm độc, bên đỏ không dám ăn. Ăn cây thì sao? Khi đó bên đen của Vương sẽ cười thầm trong bụng, lập tức cho thi triển đường mã thân sơ, mã 7-5, bắt pháo và đang dùng con pháo lộ 3 đuổi xe. Tất nhiên thì bên đỏ sẽ phải co chân 4 cẳng, dồn quân cho chạy xe ngay. Mà chạy đi thì cũng không ổn, khi đó bên đen sẽ tung tiếp đường mã ra trận bằng phần cờ thả 5-4 ngay. Vừa nhìn pháo chiến đồng thời cấm đường bên đỏ có thể phát triển chính mã bằng hệ thống cờ mã 5-7. Có cho vách xích qua để củng cố trận hình thì bên đen có thể cho hy sinh mã để diệt pháo đầu. Các bạn thấy ngay, đại pháo không còn thì đường công đến từ bên đỏ phải tỏ ra yếu đi khá nhiều. Hình cờ mà bên đen sẽ phản tiên khi hệ thống kết cấu của pháo mã và hai xe rõ ràng là cơ động hơn và đáng ngại hơn trong bối cảnh như vậy. Các bạn sẽ cùng đón xem trong thực chiến của trận cờ, Hoàng Trúc Phong không phải là một cao thủ tầm thường, lập tức cho vật pháo qua bắt tốt đường biên. Đang có tư thế bắt đôi. Hình cờ khá hay, đang pháo bắt xe và xe bắt pháo. Tuy nhiên Hoàng Trúc Phong hay, Vương còn hay hơn, lập tức là phương án cờ cho bình xe. Chạy qua lộ 4 tập trung phá xít của bên đỏ. Trong hình cờ trên thì bên tiên lập tức cho phần cờ khởi ngựa ngay để phòng thủ con sĩ, bởi các bạn thấy ngay đến tiếp mà sai lầm cho tiến xe bắt pháo. Khi đó bị trả giá ngay với đòn tấn công linh hoạt đến từ bên đen. Chiếu tướng ngay. Ở tướng chạy tầng 2, một thế trận vỡ cờ dành cho bên đen. Mã 7-5. Xe chạy. Mã thả qua. Có trò thoái pháo về để tìm cách cản đường là phần cờ cho tung chiếu ngay. Không thể ăn mã qua là chết xe. Còn trong một cảnh khác có trò lệch tướng qua để thoát đi, tránh đòn công thì đứng trước thế công hùng mạnh như vậy. Tài nghệ hơn người của ngoại tinh khách thì không để cho bên đỏ có cửa thoát thua trong bối cảnh như vậy. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến đến từ Hoàng Trúc Phong, cao thủ cầm biên tiên. Anh cho phát triển mã trước. Phong thủ ngay, chưa dám manh động khi đứng trước mặt anh là kỳ thủ đại tài của cờ tướng thế giới. Vương cho tạt pháo qua biên, tránh đòn. Bên đỏ nhấc binh biên. Bên đen binh 7-1,
mở tốt lộ 7 để khai thông đường mã. Sĩ 4 tiến 5 đứng cờ rất cẩn trọng đến từ Hoàng Trúc Phong. Xe 4 bình 2. Xe 2 tiến 4 không chế điểm cao, hai bên bắt đầu tìm cách tấn công lẫn nhau. Vương cho tiến xe hỏi thăm đường pháo. Bên tiên cho thoát pháo về và tiếp theo phần gờ cho đu xe qua điểm cao. Bên đỏ cho tháo pháo đầu, khi không thể công phá được trung lộ, anh lập tức cho bình pháo qua lộ 4, tương lai có thể gác tự 3 tiến 5 để tròn vị cờ. Vương binh 3 tiến 1 tập trung khai thác ngay. Tự 3 tiến 5 và tiếp theo là phần cờ binh 3 tiến 1, một đường cờ tấn công đến từ danh thủ hàng đầu Trung Quốc. Trong bối cảnh trên thì bên đỏ xử lý bằng phần cờ rất chính xác tình huống cờ tượng 9 tiến 7 treo qua. Trong hình cờ đó mà cho cầm xe thì sao? Khi đó bên đen có thời cơ có thể phát triển đường hướng mã 7 tiến 5 để tập trung mai phục bằng phần cờ cho 5 tiến 3. Đường quân đến từ bên đen các bạn thấy sẽ tạo ra kết cấu mạnh. Trong một phương khác mà bên đen cho mã 1 tiến 3 thì sao? Đó có phải là một phương hay không? Các bạn thoạt nhìn thì đây là một phương cờ hay. Tuy nhiên thực chất không phải như vậy. Đánh như hình trên thì bên đen của Vương sẽ dính phải một cao chiêu đến từ bên đỏ của Hoàng Trúc Phong. Cao thủ với cái tên cũng rất hay. Đó là tình huống cờ có thể cho phế xe đoạt mạng. Bay qua các bạn thấy ngay một tình huống cờ phế trước đoạt sau. Tuy chưa thể lấy mạng được bên đen, tuy nhiên đây là một cách mà bên đỏ có thể công rất mạnh về sau. Không thể cho tiến xe qua để cản chân mã, khi đó dính phải mồm tượng, bên đỏ phải cho treo voi qua bắt cây ngay. Còn trong bối cảnh khác có cho phần cờ xe 3 tiến 3 thì bên đỏ vẫn mỉm cười trong bụng với phần cờ cho thoái mã về. Xe 3 bình 4 là phần cờ cho điều xe qua để tập trung khai thác vào cánh yếu của bên đen. Bên đen của Vương sẽ phải lập tức cho giặt pháo qua biên ngay để phòng thủ. Đây là bối cảnh mà bên đỏ sẽ có khá nhiều đường công. Trở lại với thực chiến của trận cờ thì bên đỏ cho tượng 9 tiến 7. Bên Vương cho phát triển mã. Binh xe đổi mã. Mã thu về lộ 4 và tiếp theo phần cờ cho nhấc xe. Một tình huống cờ thoái thượng trước đó rất hay để mượn đường cho tiến xe mới đấu cây. Vương không đấu cây. Xe 4 tiến 2 kẹp cừu. Tìm cách khoan phá. Bên đỏ binh 3 tiến 1. Bình pháo qua hai bên đấu pháo. Trong hình cờ trên thì bên đen xử lý bằng phần cờ cho sĩ bắt pháo ngay. Các bạn cùng nhau phân tích thêm một biến khác ở đây. Trong hình cờ đó mà bên đen cho pháo 3 tiến xuống bắt mã thì sao? Các bạn lưu ý là không thể dùng pháo bắt quá mã được, bởi như vậy thì Vương sẽ tung chiêu. Pháo 3 tiến 2 là bí ngay. Đã hỏi cục. Bên đỏ sẽ phải xử lý bằng phần cờ cho bình xe bắt pháo, tránh cục. Ở khi đó thì bên đen có thể cho tiến xe để phòng thủ ngay. Bên đỏ vượt qua là phần cờ cho mã 4 tiến 2 để bắt chết xe. Hình cờ cũng khá hay, mặc dù vậy đây vẫn được hình cờ mạch tính đánh giá là cân bằng. Bên đen mặc dù hơn xe, tuy nhiên đường công đến từ bên đỏ cũng tỏ ra khá mạnh. Các bạn sẽ cùng đoán xem phần cờ trong thực chiến đến từ ngoại tình lấy khách. Vương thứ nhất, anh cho vách sĩ qua bắt pháo. Bên tiên cho thoái mã về để chạy đòn. Các bạn thấy ngay đường công đến từ bên đen đang tỏ ra lợi hại. Trong khi đó thì toàn quân của bên đỏ có phần rời rạc. Bộ ba quân mạnh xe phòng mã đứng ở trục dọc. Binh 7 tiến 1. Xe 4 binh 3. Mã 1 tiến 2. Đang bắt xe. Bên đỏ bình quân lộ 8. Bên đen cho hạ sĩ về. Thoái xe về để chạy đường. Bởi các bạn thấy ngay con xe của bên đỏ đứng ở vị trên thì đường hàng ngang là không thể di chuyển. Vương, không biết anh có học theo đối thủ không, cũng cho thoái xe. Xe 2 thoái 2.
Các bạn thấy ngay đây mượn đường cờ rất hay và chu toa đến từ ngoại tình lịch khách. Anh đang thoái xe để mượn đường cho pháo 3 bình 2. Nó khác hẳn so với tình huống cờ thoái xe có phần thụ động đến từ biên tiên. Bên đỏ Hoàng Trúc Phong pháo tiến 1. Vương cho bình pháo bắt xe. Và tiếp theo là phần cờ cho bay mã qua để che đường. Chấp nhận để cho bên đen cô quân. Trong hình cờ đó thì bên đỏ có biến khác là phần cờ cho tách pháo qua. Đây hình cờ rất phức tạp và rất khó kiểm soát trong trận đấu. Các bạn sẽ cùng xét qua tình huống này. Khi đó vương sẽ cho chạy xe ngay. Anh có thể bình qua lộ 1. Bên đỏ sẽ phải thoát mã về bởi đang đứng ở con chân xe lộ 4. Mã 9 thoái 7. Mã 4 thoái 3. Bắt pháo. Xe 3 tiến 2. Tiến xe bắt pháo. Hình cờ mặc dù các bạn tưởng chừng bên đỏ chết quân, tuy nhiên đó vẫn là hình cờ mà bên tiên có thời cơ để cướp lại quân về sau để tạo ra trạng thái cân bằng. Mã 3 tiến 2 thì là phần cờ cho nhấc binh biên. Ép buộc bên đen phải ăn xe qua, khi đó thì bên đỏ có thời cơ cân bằng quân lực với phần cờ cho xe 3 bình 8. Pháo 2 bình 3 vừa chạy vừa công vào lộ mã. Hình cờ tranh công đến từ đôi bên. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong chính cục đến từ lựa chọn của bên đỏ. Anh không xử lý bằng phần cờ cho bình pháo qua che đường mà là phần cờ cho thả mã qua. Sau phần trên các bạn thấy ngay đường công đến từ bên đen đáng ngại và bên đỏ cũng rất khó xử lý chính xác cho bình cờ như vậy khi xe mã của bên đỏ đang bị tạm thời khóa ở trục 8. Vương xe 2 bình 1. Bên tiên cho nhấc tốt biên, vừa phòng thủ điểm pháo đồng thời đang mượn lực tấn công vào con mã lộ 2. Xe 4 tuổi 2 đang tìm cách tấn công. Bên đỏ cho vật pháo qua, vừa thoát cây vừa mượn đường cho hình cờ phức tạp, bình tốt qua bắt mã. Và tiếp theo là phần cờ cho tiến xe để bắt tốt ngay, mặc dù con tốt đó đứng vào chân mã. Đường cờ đỉnh cao đến từ ngoại tình lên khách. Trong hình cờ trên thì bên đỏ cho xe 3 tiến 2 để nhòm vào con mã lộ 4 với phần cờ có thể cho vật pháo qua. Các bạn thấy ngay trong hình cờ đó mà xe lầm cho bắt xe thì sao? Khi đó bên đen của vương lập tức tung chiêu thiên ngoại phi tiên của anh. Phần cờ cho vật chiếu. Bên đỏ cho thoái thượng về thì bên đen có thời cơ cho xe 4 bình 1. Bình xe qua đường biên để bắt chết mã của bên đỏ. Còn mã của bên tiên đứng vào hiểm địa, có cho thu pháo về thì bên đen sẽ nhẹ nhàng cho thoái mã về thôi. Một đường cờ thoái mã khiến cho bên đỏ hết cờ chạy. Với hình cờ như trên thì bên đen hơn quân và tài nghệ của vương là quá cao và khủng khiếp thì bên đỏ thì không thể chống được. Các bạn sẽ cùng đón xem bên ngoài trong thực chiến đến từ Hoàng Trúc Phong đại sư. Xe 3 tiến 2. Bên đen của vương tiếp theo là phần cờ cho mã 4 tiến 3 để chém gãy tượng. Trong hình cờ đó mà cho bình xe bắt mã thì có phần không hay bằng. Khi đó bên đỏ có thời cơ cho đấu ngay. Có pháo 2 tiến 4 thì vật pháo qua thôi, mã gót về, hình cờ khá cân. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến. Khi có thời cơ bẻ tượng thì bên đen của vương lập tức cho xử lý ngay. Mã 4 tiến 3 tung vó ngựa tấn công. Bên tiên cho bình xe bắt mã. Vương xe 1 tiến 1. Chuyển đại pháo vào đầu và bên đen của vương nhẹ nhàng cho bình tướng qua lộ 4 để tránh đi những rắc rối không cần thiết đến từ con pháo chiến của bên đỏ. Tới hình cờ trên thì bên đỏ vân vân và đi vào hình cờ sai lầm chí mạng khiến cho bên đen có thời cơ tung một loạt đường đánh thân sâu, khiến cho bên đỏ câm nín về sau. Ngoài hình cờ trong thực chiến là phần cờ cho thu pháo 5 tới 2 thì bên đỏ có biến khác là phần cờ cho cởi cô bằng hình cờ bình con xe chạy qua lộ 7 để tập trung quân lực tấn công vào con mã lộ 3 đến từ bên đen thì có phần tốt hơn. Các bạn thấy này, đánh tiếp mà cho bay mã đi thì bên đỏ có thể cho bình qua. Có bình cây, có thể cho
chém pháo ngay. Ép buộc bên đen sẽ phải tìm hướng đấu quân để giảm đi từ tấn công đến từ bên kia đang tỏ ra hùng mạnh với hai xe lệch trục. Hai bên đấu cây hình cờ vẫn khá cân trong bối cảnh như vậy. Ở trong một phần khác, khi mà bên đen cho bình xe bắt mã thì sao? Ở khi đó bên đỏ có thể thản nhiên cho tiến xe để bắt mã thôi, hình cờ vẫn là cân bằng. Tuy nhiên đó không phải là bối cảnh trong thực chiến đến từ Hoàng Trúc Phong. Áp lực quá lớn khi mà phải đối mặt với danh thủ hàng đầu thiên hạ, bên đỏ lập tức cho thu pháo về. Đồng thời đuổi xe thì bên đen của Vương với tài nghệ hơn người lập tức tung chiêu với phần cờ cho mã 3 thứ 5. Một đường cờ sấm sét gần như định đoạt kết quả của trận cờ. Và trong giờ phút lâm nguy, bên đỏ lập tức cho xe 7 bình 8. Anh thừa biết khi đứng trước ngoại tình lý khách mà bên đen bất ngờ tung đòn thì rất khó đi dành cho đối thủ, dù người đó có là ai, dù là Trịnh hay là Mạnh Thần hay một cao thủ nào khác đều sẽ phải trả giá rất đắt khi bị bên Vương tung đòn tấn công. Trong bối cảnh trên, bên đỏ cho xe 7 bình 8 đi tiếp mà cho mã bắt mã thì sao? Mã 3 thì 5. Khi đó thì bên đen có thời cơ cho pháo 2 thì 4 ngay bắt mã đang đe dọa tấn công vào trung lộ. Hình cờ chết cây. Mã có thoát đi thì bên đen cho bình xe chém pháo. Không còn gì để chơi. Trong thực chiến của trận cờ, Hoàng Trúc Phong cho bình xe qua lộ 8. Bên đen của Vương mã 5 tiến 7, đứng mã vào một vị trí vô cùng đẹp để khai thác. Bên tiên cho tiến xe bắt pháo và bên đen lập tức cho bình xe qua, chém tốt đường biên, đang phục thủ pháp xe 9 tiến 3 đánh cục. Bên đỏ cho thoái sĩ về và phần cờ cho bình xe để chém pháo đầu ngay. Ngoài hình cờ đó thì bên đen có thể cho phế mã để công thành. Các bạn thấy ngay rất nguy hiểm. Ăn tướng qua thì bị phần cờ cho mã 2 tiến 3 để cấu kết tấn công. Trong thực chiến của trận cờ thì bên Vương xử lý bằng phần cờ cho bình xe để chém con pháo đầu, tạo ra bộ ba hùng mạnh, bộ ba nguyên tử dành cho ngoại tình lý khách. Trong hình cờ trên thì bên đỏ đi tiếp bằng phần cờ rất sai lầm, thì huống cờ phòng thủ xi 6 tiến 5 khiến cho bên đỏ hết cờ bật về sau. Các bạn thấy được đây hình cờ phức tạp và tranh công. Bên tiên thực ra vẫn còn đường đánh cũng rất hay, đó là phần cờ cho tiến xe để chủ tướng ngay, khiến cho vị quân của bên đen tranh vênh. Trước khi đến với biến hóa đó, chúng ta sẽ cùng xét thêm một biến hóa khác là phần cờ cho xe 8 thứ 2 bắt mã có được không? Khi đó lập tức bị thua ngay, khi mà bên đen của Vương thiên nhất kỳ tài lập tức là phần cờ cho tiến xe để phá tận ngay. Mỗi nước đi của anh đều là sinh mệnh vạn năm, đường cờ thần sầu. Tiếp tục là phần cờ phế xe, định đoạt trận cờ, ép buộc sĩ 4 tiến 5 và tung đòn chiếu ở đường xe biên. Đường tính rất sâu khiến cho bên đỏ sẽ thua. Đó là hình cờ không thể đi. Ngoài ra thì bên tiên có thể cho tiến chiếu ngay để tạo ra áp lực. Hình cờ được coi là tốt hơn. Vương có chạy tới tầng 2 thì bên đỏ có thể cho cởi sĩ ngay. Một đường cờ rất hay để mượn đường phòng thủ, đồng thời đang chạy xe bình qua lộ 6 để tấn công ngược. Hình cờ trên thì bên đen có hai hướng chính với phần cờ cho tấn công gấp thì bị thua khi mà bên đỏ là người nhanh hơn. Tiến xe phá tượng, có thể cho bình chiếu ngay. Sĩ qua thì ăn ngay phế xe, không thể ăn tướng qua. Ăn tướng qua thì bị bình xe lộ 6 chiếu móc. Có giặt vào là phần cờ cho đâm súng đánh ngay, tấn công ở đường đáy. Các bạn thấy được thì bên đen sẽ thua, có phế thì bên đỏ cho chạy tướng qua thôi. Có thoái mã về bắt đôi thì bị thua trước với phần cờ cho lắc xe qua lại, đánh cục ngay. Các bạn sẽ cùng xét thêm bối cảnh trước đó. Mặc dù vậy thì bên đen có thể cho thoái mã về để bắt xe có phần tốt hơn và phòng thủ được.
Tuy nhiên thì bên đỏ cũng thể làm khó với phần cờ cho tung mã qua để tấn công. Trong hình cờ trên, bên đen có thể ăn xe ngay, hình cờ vẫn cân. Khi đó là phần cờ cho tiến chiếu ép thoái về bắt mã. Tướng chạy qua thì gót phải bắt xe, hình cờ cân bằng. Ở trong hình cờ trên các bạn sẽ cùng xét qua. Trong bối cảnh mà bên đỏ cho tung mã qua mà bên đen sai lầm cho dùng tượng bắt mã thì sao? Khi đó bị thua ngay. Đây là bối cảnh mà bên đỏ phải tạo sát bằng xe lệch với phần cờ đơn giản là bình xe chạy qua lỗ 7 thôi. Hình công như trên thì bên đỏ là người nhanh hơn. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến đến từ Hoàng Trúc Phong. Đứng trước ngoại tinh lấy khách, bên đỏ không đủ tỉnh táo đi thì hình cờ đó, anh cho vích sức qua để phòng thủ. Bên đen tiếp theo là phần cờ cho thoái tượng về, một nhịp thoái tượng rất cao. Đây là bối cảnh khiến cho bên đỏ hết thế công. Trong hình cờ trên mà bên đen xử lý bằng phần cờ cho tung mã qua, mã 2 tiến 3, lấy công hủ thủ thì không được, khi đó bên đỏ đơn giản tấn công ngay với phần cờ cho xe chiếu và bình xe qua biên. Đường công đến từ bên đỏ là quá nhanh. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến đến từ ngoại tinh lấy khách. Lập tức anh cho thu tượng về, một đường cờ công thủ vẹn toàn. Bên đỏ hết thế công cho thoái xe bắt mã. Và tới hình cờ trên thì bên đen tao hồ tung chiêu. Anh cho tung mã qua, phế mã, đoạt sĩ ngay. Trong thực chiến của trận cờ, bên đỏ cho bình xe lộ 6. Ngoài ra, các bạn thấy được cho thoái sĩ về thì bị thua với phần cờ cho tiến xe chém tượng. Sĩ 4 tiến 5 thì đâm xe chiếu cục. Trong hình cờ đó có cho lệch tướng qua thì đường tấn công đến từ hai xe của bên đen là không thể ngăn cản. Các bạn sẽ cùng đoán xem phần cờ trong thực chiến đến từ Hoàng Trúc Phong. Bình xe chiếu ngay. Vương cho chạy tướng vào trung lộ. Bên tiên cho tiến xe phá tượng. Và tiếp theo không phải là phần cờ cho tượng 7 tiến 5 để làm tròn vị cờ. Lập tức vương cho thoái sĩ về. Đường cờ rất hay, vừa thủ vừa lấy mặt tướng trợ công. Bên tiên cho bay mã qua và tới hình cờ trên thì bên đen cười thầm, vương thậm chí không thèm chạy xe. Anh lập tức tung một đòn đánh thân sâu khiến cho bên đỏ chết lặng và buông cờ xin thua trước tài nghệ hơn người của ngoại tinh lấy khách, cao thủ số 1 của kỳ đàn Trung Quốc. Đó là phần cờ cho thoái mã về để mượn đường cho đánh cục bằng xe 9-3. Sau hình cờ trên thì bên đỏ xin thua. Các bạn thấy ngay bên đỏ có đánh tiếp với phần cờ cho thoái mã bắt xe thì thua ngay đơn giản với phần cờ cho tiến xe chiếu thôi. Trong một phần khác cầu công với phần cờ cho thả mã qua thì đường tấn công đến từ bên đỏ vẫn chưa đủ mạnh. Còn thoái chiếu có thể cho bình qua, nhổ xe điểm cao. Sĩ 6 tiến 5, mã có bay qua thì hạ về. Đường công đến từ bên đỏ vẫn tỏ ra chậm nhịp. Bây giờ muốn tránh đi với phần cờ cho lệch qua thì bên đen vẫn tấn công hùng hồn với phần cờ cho tiến chiếu. Tướng chạy tầng 2 thì tiến xe phá tượng, đe dọa phá sĩ. Có vách qua thì xe bình 6 thôi, bắt sĩ, hình cờ chắc thua dành cho bên đỏ của danh thủ Hoàng Trúc Phong. Một kỳ thủ cũng rất hay. Như vậy kênh Học Cờ Tướng Online vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích về ván đấu trên, màn đại công phu của hai cao thủ hàng đầu Trung Quốc đánh trong giải cờ tướng tranh cúp bằng thành bôi năm 2013 ở thành phố Thâm Quyến, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, một thành phố xinh đẹp bên bờ sông Châu Giang. Xin kính chào và cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.